xin chào quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì hùng xin phép trong vai ngọc hoàng để yêu cầu táo xe trình bày một chút về thị trường cũng như cái tình hình giao thông năm vừa rồi à, ngay bây giờ mình phải đổi giọng luôn cho táo nó nghiêm túc cũng trình bày không có fake không có số liệu fake <laughs> mời táo xe cỏ vào trầu ra anh Hoàng gọi táo sẽ cỏ có, có em Này táo sẽ cỏ Trong năm vừa qua ấy, thì ta nghe là Thị trường ô tô Việt Nam là sôi động lắm Ngoài cái thương hiệu VinFast hoành tráng ồn ào rồi là Trên mạng không chỉ ở Việt Nam mà Trên thế giới thì các cái hãng xe Truyền thống cũng bán tốt lắm Mặc dù là vướng cái 116 thôi Bán 6 tháng cuối năm Có hãng bán chỉ có 3 tháng cuối năm Mà tại sao xe bây giờ nhiều trên đường thế, ờ, năm vừa rồi nghe báo cáo là cứ trồng ngược lên như thế này, mấy trăm ngàn xe liền. Vâng, anh Hoàng phải nói là quan sát và nắm thông tin rất là chính xác đấy, cho nên là em cũng xin báo cáo là như thế này. À, cái thời đại bây giờ ấy thì xe là càng ngày càng đẹp này, nhiều công nghệ này, rồi là tiện nghi tiện ích này, cho nên là khách hàng yêu và chọn và mua càng nhiều thôi Đương nhiên là đi ô tô thì nó cũng sẽ sướng hơn xe máy rất là nhiều Đấy, ví dụ như là bây giờ những cái dòng xe hiện đại đời mới bây giờ ấy Nào là đèn LED này, đèn laser này, rồi đèn mỹ mắt này, rồi đèn bờ môi này, rồi phanh khoảng cách, rồi là lái gì đấy hỗ trợ lái tự động này bán tự động này hỗ trợ lệch làn này, cảnh báo điểm mù vân 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 nhiều lắm bây giờ nói về công nghệ thì là miên man luôn Thế thì xe mà càng ngày càng ngon càng hiện đại thì đương nhiên là khách hàng sẽ mua càng nhiều thôi anh Thích nhỉ Thế bây giờ những cái xe nó hiện đại nó tự lái được rồi Thế nhưng mà trong năm vừa qua ấy Thì ta nghe nói là cái lượng tai nạn giao thông nó cũng không giảm Ta cứ tưởng là những cái xe hiện đại bây giờ thì nó phải là giảm xuống chứ Dạ thưa anh Hoàng Cái việc anh Hoàng nói ấy Đấy là việc cái xe nó làm càng ngày càng đẹp càng hiện đại hơn nhưng mà ý thức có tăng đâu em phải nói thật với anh hoàng như bây giờ xe bây giờ xe thì càng ngày càng hiện đại đúng không đúng có phanh khoảng cách nhưng mà em cứ gì em tắt đi rồi em uh, phanh làm cái đoàn ấy thì phía sau lại dồn vào hoặc là mình chạy tốc độ nhanh quá thậm chí bây giờ xe em đồng ý là đủ toàn bộ các cái hệ thống hỗ trợ đi em chạy ngược chiều trên cao tốc nào đấy thế thì làm sao mới được thế thì phanh gì Hộ phanh kim cương phanh ấy thì cũng không được có nghĩa là ở đây em cũng phải nói với anh hoàng là như thế này cái việc mà cái xe trang bị các cái hệ thống an toàn chủ động nó thật là nhiều ấy túi khí nó hàng nghìn một cái túi khí ấy anh ạ thì nó cũng không liên quan gì đến cái việc ý thức cả ở đây có nghĩa là trong năm vừa rồi về cái ý thức chấp hành luật giao thông cũng như nâng cao cái kỹ năng an toàn thì em kỹ năng lái xe an toàn thì em cũng chia sẻ với anh là cũng chưa có một cái khóa nào cả nghịch lý rất nghịch lý bây giờ xe ngày càng hiện đại càng đẹp càng nhiều hệ thống an toàn mà tai nạn giao thông lại càng tăng không được bây giờ táo xe cỏ có, có ý gì không nhỉ dạ thưa ngọc hoàng à, với những cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm tích lũy của em thì em cũng mạo muội xin được chia sẻ một số cái kinh nghiệm kỹ năng lái xe an toàn mà nó bắt đầu từ những cái cơ bản an toàn nó không chỉ là cái túi khí, nó không chỉ là cái ESP, nó không chỉ là cái ABS mà an toàn trước hết là tự nội tại mà báo cáo với anh Hoàng là ở mình nhá. Là xin phép anh Hoàng là chỉ có mô hình thi cử lái xe thôi, thi cho có cái bằng chứ không có mô hình đào tạo một cách chuẩn chỉ từ cái kim sợi chỉ từ cái ý thức, từ cái cách lái từ những cái việc rất rất đơn giản. Thì báo cáo với anh Hoàng và cũng xin báo cáo với các bạn, cũng xin chia sẻ với các bạn là trong chương trình ngày hôm nay thì táo xe cỏ hay là hùng xe cỏ cũng xin phép chia sẻ một số cái kinh nghiệm để chúng ta có thể tham khảo trong cái quá trình lái xe cho những người mới học lái vân vân còn nếu như những anh em nào đã có nhiều giờ bay đã lái giỏi vân vân rồi thì cũng có thể góp ý bằng cách comment bên dưới clip để chúng ta có thể trao đổi thêm trao dồi thêm những cái kỹ năng lái xe an toàn và ngày bây giờ xin phép các bạn xin phép anh hoàng bắt đầu vâng thưa các bạn được phép anh hoàng và các bạn thì hùng cũng xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm À, đối với cả dân lái xe với nhau chúng ta hay nói với nhau rằng là an toàn thì đâu chỉ là cái sợi dây đâu chỉ là cái túi khí nó được trang bị rất nhiều an toàn chính là đến từ chúng ta đến từ những điều rất đơn giản và thực tế thì hùng đã tham dự khá nhiều cái chương trình đào tạo lái xe an toàn của các chuyên gia trên thế giới thì cái điều đầu tiên đấy thì họ đánh giá cao và cái yếu tố nó cũng thuộc là yếu tố một trong những yếu tố sống còn đấy là tư thế ngồi lái bởi vì khi chúng ta có được một cái tư thế ngồi lái nó tốt thì chúng ta đã chủ động giảm thiểu được cái khả năng rủi ro rồi. Đó. Và cái tư thế lái đấy nó bao gồm những cái bước chuẩn bị như thế nào thì ngay bây giờ thì Hùng cũng xin được chia sẻ. Đầu tiên, có thể nói là cái tầm nhìn của chúng ta. Cái tầm nhìn. Uh, xe có các cái hệ thống an toàn cực tốt, mọi thứ ok vân vân, nhưng nếu như giả dụ rằng chúng ta nhắm mắt lại như thế này thì xin thưa với các bạn rằng chúng ta có lái xe an toàn được không? rõ ràng, không thể đúng không ạ. Vậy thì với một cái tầm nhìn nào gọi là lý tưởng. Thưa các bạn, tầm nhìn của chúng ta thông thường nên đặt vào giữa vùng kính lái này. Nó cao hơn uh, cái cái dashboard tức là cái ở uh, tablo này này khoảng 5 đến 6 cm. Đó. Và như vậy, cái vị trí đầu tiên khi chúng ta có được cái tầm nhìn tốt, cái tầm quan sát tốt thì cái não bộ của chúng ta sẽ điều khiển các cái hành động lái xe nó tốt hơn. Nếu như chúng ta ngồi ngửa quá như thế này hoặc là thấp quá ngồi thấp quá như thế này ạ thì rõ ràng chúng ta sẽ bị che mất một phần ở phía trước và nó sẽ bị hạn chế cái tầm nhìn ngay phía trước nhưng nếu như chúng ta ngồi lên cao quá ngồi lên cao quá cao quá cao quá ngồi cao thì là một cái thói quen khá phổ biến mình nghĩ gặp rất nhiều đi trên đường gặp rất nhiều là ngồi cao như thế này để lái để dễ quan sát ngay phía trước nhưng nó lại giảm cái tầm nhìn. Cái thứ hai nữa là nó cũng giảm cái khả năng bảo vệ của xe. Nếu như có va chạm hông, các bạn nên nhớ rằng là các cái xe hiện đại ngày nay thì thường sẽ có cái thanh cường lực ở bên cánh cửa. Nếu chúng ta tháo cái táp bị cửa này ra cũng sẽ thấy được à, những cái thanh đó thì nó sẽ giúp giảm thiểu các cái lực va chạm. Nếu như có va chạm bên như thế này, thì bản chất nếu như chúng ta đẩy cao quá thì cái khả năng bảo vệ nó cũng kém đi bởi vì cái vị trí nó nằm ngay ở phía dưới đây, đâm đoàn cái, đó thì điều đầu tiên chúng ta phải điều chỉnh về cái vị trí tầm nhìn tốt. Vâng bước thứ hai chúng ta sẽ điều chỉnh các cái gương chiếu hậu cũng như hai gương phía bên ngoài để có được cái vùng quan sát tốt nhất về phía sau. Bởi vì trên một cái xe nó có khá nhiều điểm mù thì đối với cái việc chỉnh gương này thì trong các cái chương trình dạy lái thì cũng đã có nói khá là nhiều rồi. Vâng và bước thứ ba là liên quan đến việc đặt bàn chân của bạn vào chân phanh và chân ga nó như thế nào. Ở đây thì mình cũng xin chia sẻ là như thế này. Chúng ta nên điều chỉnh cái chân của chúng ta khi mà thử đạp hết cái hành trình của cái bàn đạp phanh thì cái góc còn lại nó còn khoảng 120 độ. Đó. Bởi vì nếu như giả dụ tôi sẽ điều chỉnh một cái ghế xa quá ví dụ đi trong phố lái như thế này, ngồi ngựa ra như thế này cho thoải mái. Nhưng xin thưa với các bạn, nếu như xảy ra tình huống khẩn cấp thì khi mà chúng ta đạp hết và duỗi chân duỗi thẳng như thế này, nếu như có va chạm thì khả năng gãy cái chân này rất cao, chấn thương cho chân rất cao. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta có một cái góc như thế này thì khi xảy ra va chạm thì nó sẽ giảm thiểu hơn đúng không ạ? Đây các bạn có thể thấy ví dụ ui, ui, ui. Còn nếu kia là khả năng nó bẻ luôn cái chân nó thẳng mà, nó dồn lực và phát là thôi. Đi luôn cái cái, cái chân như thế này. Và khi mà điều chỉnh chân phanh và chân ga Thì chúng ta nên Xoay bằng gót chân ạ à, Xoay bằng gót chân Như thế này, như thế này Và nó sẽ an toàn hơn là rất là nhiều Chính vì vậy à, Trong điều kiện à, giao thông thực tế Ở mình thì à, mình Cũng có gặp khá nhiều Ví dụ như là Nhiều người ngồi lái là ôm sát vô lăng như thế này Ôm sát vô lăng như thế này Đấy Đây, ôm như thế này ngồi rất cao để nhìn phía trước cho nó dễ Đây, đúng không Đây, như thế này thì rõ ràng là cái phần này nó còn liên quan đến phần đánh vô lăng nữa thì mình sẽ xin chia sẻ vào phần sau nhưng ngay cả cái việc đạp phanh cũng rất là khó nó không có được cái lực phanh tốt nhất và cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề an toàn khi mà chúng ta đi trên cao tốc chẳng hạn chúng ta sẽ không có được cái hành trình đạp phanh tốt nhất đó các bạn hãy nhớ nhé hãy điều chỉnh ghế khi mà đạp hết bàn đạp chân phanh vẫn còn được một cái góc nó khoảng 120 độ như thế này. Đây là cái kinh nghiệm mà các chuyên gia lái xe cũng đã chia sẻ với hùng thì nay hùng cũng xin chia sẻ lại với các bạn. thưa bạn sau khi chúng ta có được cái tư thế đạp ga đạp phanh thì chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh cái phần lưng ghế này thực ra cái phần lưng ghế này có lẽ là cũng là một cái phần vô cùng quan trọng các bạn ạ bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tư thế lái xe của chúng ta rất là nhiều nếu như chúng ta đi đường dài đây mình cũng gặp rất nhiều rồi ngồi lái như thế này ôm ta muốn có một cái tầm quan sát gần mà ngồi cao cho dễ nhìn phía trước nhưng mà như thế này thì rõ ràng là các bạn nhìn tư thế này Như thế này thì làm sao mà thoải mái được Đó. Vậy thì điều chỉnh cái độ ngả nó như thế nào Thông thường thì cũng xin chia sẻ với các bạn cái độ ngả của cái phần tựa lưng ghế này này Nó sẽ rơi vào khoảng 100 đến 110 độ Đó là cái khoảng tương đối Còn bây giờ với những cái thiết kế ghế hiện đại ngày nay Thì chúng ta có thể tận dụng thêm những cái đệm Ví dụ những cái vai ghế, lưng, những cái vai ghế như thế này Để đỡ chúng ta khi mà chúng ta vào cua đỡ mỏi. hay là những cái bơm bơm hơi, cái bơm đỡ lưng ghế thì nó đỡ mỏi lưng. Bởi vì nếu như lái xe không đúng cái tư thế ấy, thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến cột sống và cái địa đệm rất là nhiều. thậm chí có thể lệch địa đệm hay cột sống thì cái đó là rõ ràng là là không. Mà cái hơn nữa là nếu như chúng ta điều chỉnh ngửa quá như thế này, và ngồi lái như thế này, có không ạ? Có. Xin thưa là có. Vâng. Có rất nhiều. Thì nếu như ngồi thái như thế này. Thì khi mà xảy ra tình huống khẩn cấp thì chúng ta đạp thì người nó trượt lên như thế này ạ. phanh. Đúng không ạ? Đạp như thế này. Thì vậy là lực phanh chúng ta sẽ mất đi rất là nhiều mà trong an toàn phanh thì chỉ cần 5 10 15 cm thôi là cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con người, nó quyết định cái sự sống còn. Vậy thì chúng ta phải điều chỉnh cái lưng ghế nó nên là 100 đến 110 độ khi chúng ta đạp phanh thật mạnh thì toàn bộ cái phần hông này nó sẽ tì vào ghế như thế này và lực phanh như vậy là tốt nhất các bạn có thể thử đấy đạp chúng ta đạp đấy, và trong kỹ thuật thử phanh chúng ta phải đạp hết phanh abs các bạn có thể thấy đạp sẽ không sợ hỏng đâu hệ thống phanh các hãng xe thử nghiệm cực kỳ kỹ luôn và khi đạp ạ chút nữa sẽ liên quan đến cả phần vô lăng để chúng ta có thể tì như thế này đấy, đạp ngập trong tình huống như vậy đó thì xin thưa rằng cái tựa lưng ghế này nó còn ảnh hưởng đến cái quá trình cái vấn đề chúng ta khi phanh nữa thì xin các bạn lưu ý nhé Vâng và thưa các bạn, phần tiếp theo là một trong những phần cực kỳ quan trọng đấy là điều chỉnh chiếc vô lăng này tại vị trí nào. Và điều đầu tiên là chúng ta sẽ không nên để cái vô lăng này nó thấp quá ngực và cũng không nên để cao quá cái phần yết hầu của mình và khi chỉnh chúng ta ở đây vô lăng này điều chỉnh được bốn hướng ạ trên xuống vân vân thì chúng ta sẽ tìm một cái vị trí tương đối là như thế này đấy nhớ nha các bạn sẽ không nên cao quá cái phần yết hầu của chúng ta và cũng không nên thấp cái ngực như thế này đó và cũng không nên che các cái bảng tablo thông tin như thế này những cái đồng hồ thông tin bởi vì trong quá trình lái xe chúng ta phải theo dõi tất cả các cái thông số sẽ nên theo dõi các thông số để có những cái quyết định chính xác tại những cái thời điểm nhất định đó và vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh còn về cái khoảng cách thì chúng ta nên điều chỉnh như thế nào ạ chúng ta nên điều chỉnh cái khoảng cách so với cái tay này ta có thể lấy hai bàn tay như thế này ạ đưa ra và khi điều chỉnh chúng ta có được cái tư thế lái còn dư ra một cái, từ cái phần cổ tay này đến cái nắm đấm, đấm này là 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 là, là được và về cái tư thế cầm lái thì với cái vô lăng những cái vô lăng của những cái xe hiện đại ngày nay thì họ đã thiết kế ra các cái cái vị trí như cầm lái như thế này rồi. Đấy. Vị trí 9 giờ và vị trí 3 giờ. 9 giờ cho tay trái, 3 giờ cho tay phải. Và chúng ta sẽ ốp hai ngón tay cái vào đây ạ. Vâng. Các cái ngón tay còn lại thì sẽ ôm theo cái hình thiết kế của vô lăng này vào mặt sau. Và khi đánh lái thì chúng ta đánh lên tròn như thế này, đấy, đánh rất tròn, đúng không ạ? Nếu như chúng ta mà điều chỉnh uh, xa quá, ví dụ cái khoảng cách nó xa quá như thế này, đấy, ngồi lái như thế này, thì rõ ràng đánh lái như thế này thì rất khó đúng không ạ? Nó không bao giờ mềm mà nó không bao giờ uh, dẻo bằng chúng ta điều chỉnh như thế này được ạ. Đấy, nó sẽ liên quan các cái phần với nhau từ vị trí khí ghế đến cả vô lăng. Đấy, các bạn, nếu như chúng ta điều chỉnh sát như thế này. Vâng, để ôm ngồi gần hơn, quan sát dễ hơn Tôi đi trên đường thì gặp rất nhiều chị em là lái như thế này Đấy, Đánh lái như thế này ạ Vâng Quá là khó khăn đi trên cao tốc mà gặp chuyển làn Ví dụ có những cái tình huống khẩn cấp mà đánh như thế này Thì có khi đâm rồi mới kịp đánh Đó. Vậy thì chúng ta hãy hãy nhớ nhé Hãy nhớ ta nên điều chỉnh một cái khoảng cách Đấy, Khi điều chỉnh được cái khoảng cách như thế này Thì chúng ta có một cái tư thế cầm vô lăng như thế này Đánh góc lại rất mềm. Vâng. Và chúng ta cũng không nên cầm vô lăng như thế này ở vị trí 2 giờ như thế này, đi như thế này. Đây mình lấy một cái tình huống giả dụ có một cái chướng ngại vật phía trước đi, bình như thế này. Nhưng mà trong khi rõ ràng là chúng ta chuyển làn như thế này, có những tình huống chúng ta sẽ chuyển làn như thế này thì chúng ta như thế này thì làm sao? Rất là khó. Rất là khó. Trong khi nếu như chúng ta như thế này. Đấy, tốc độ và cái tư thế đấy. Đấy. Cái cách đánh lái này rất quen thuộc trong những cái bài thử Mustad hay thử Slalom mà chúng tôi hay thực hiện thì chúng ta sẽ luôn cầm một cái tư thế lái như thế này. góc 9 giờ đến 3 giờ. Thông thường là như vậy. Và khi lái một tay thực ra trong điều kiện thực tế ở tại Việt Nam thì đôi khi chúng ta có thể lái gọi là một cách thoải mái trong cái điều kiện đường nó vắng mật độ giao thông vừa phải và thậm chí gọi có thể nói là vắng vẻ nữa thì chúng ta lái một tay thì chúng ta cũng nên cầm bàn tay trái này, cầm cái bàn tay trái này ở cái góc 9 giờ và nếu như lái tay phải thì cũng nên đặt ở cái góc ở cái vị trí 3 giờ như thế này, không nên cầm như thế này móc móc như thế này. Ví dụ như thế này tay phải đang đây thì bắt lên đánh rất nhanh đó. Còn như thế này thì chúng ta phải rất nhiều thao tác như thế này và tay nó lại nó lại rằng nhau rất khó và thông thường thì uh, với cái vô lăng như thế này khi điều chỉnh có một cái tư thế lái tốt thì rõ ràng cái sự linh hoạt, cái sự chuyển hướng cũng như cái độ an toàn nó cũng sẽ tăng hơn rất là nhiều. đó Và cuối cùng, xin chia sẻ với các bạn rằng là chúng ta thường hay nói là xem một túi khí, hai túi khí, 10 túi khí, 100 túi khí, 1.000 túi khí. Nhưng những cái túi khí đấy xin thưa với các bạn rằng đôi khi chưa chắc đã bằng hiệu quả bằng một cái dây an toàn nó như thế này chi phí của dây an toàn này nó không hề quá cao nhưng hiệu quả nó mang lại rất lớn và thưa các bạn rất mong rất mong tất cả những người tham gia giao thông những anh em lái xe hãy luôn luôn thắt dây an toàn khi tham gia giao thông và vừa rồi thì tất cả những cái thông tin vừa rồi cũng dựa trên những cái kinh nghiệm cũng dựa trên những cái quá trình trải nghiệm của hùng sau những cái thời gian mà uh, lái xe uh, còn nếu như các bạn những bạn nào có những cái kinh nghiệm quý báu đừng ngại Hùng xin nhắc lại Đừng ngại Anh Hoàng cũng đã nhắc Hùng rồi Là chúng ta hãy đừng ngại Hãy chia sẻ ngay bên dưới clip Để chúng ta có thêm Chia sẻ cho nhau thêm Những cái kỹ năng lái xe an toàn Và sẽ phát triển một cái hệ thống Cộng đồng lái xe an toàn Điều đó thật là tuyệt vời phải không ạ Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những chương trình tiếp theo